Cái này ba cây sam hương nha các bạn, mới bứng lên nè. Được ba gốc đẹp đẹp bán. Cái rễ ngày xưa tôi trồng trong bầu nó quấn này nha các bạn. Uống được cái gọng. Lượng lượng. Cái này chắc để vậy. Uống một cành hồi cho về cắt bỏ cái chỗ. Cắt bỏ cái chỗ này luôn quá. Một cầm đây bạn. Sam hương ngang. Mấy cái này mình lựa mấy cái đẹp đẹp với quái à. Nói chung là sam hương khó chết lắm nha các bạn. Uống nước nó cũng chưa chết nữa. Mấy bạn lấy lại cái nhánh bạn cầm cũng sống. Đó, ba cây. Cầm chỗ này khoảng 20 hai mấy. Lựa mấy cây đế guồng 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 đẹp à. Các bạn về trích nhiệt uống lại nhìn vô. Cái này uống cây để cây quái buồn 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 nha bạn, ba cây là một đống vậy nè. Cái này mình bỏ vô bầu, bỏ vô thùng xốp gửi cho mấy bạn. Ba cây này mình bán cũng được được các bạn ơi, ba cây đẹp đẹp. Ba cây mình bán 500.000 nha, bao ship nha, coi như cây có 100 mấy mấy bạn. Ba cây 500.000 bao ship. Coi như cây còn có 100 mấy bạn. Cây còn có khoảng 170, 160. 6 tiền ship, cây còn có khoảng 150. Cái này đẹp lắm nha bạn. Nó cũng to được 5 được 5 tuổi rồi đó. Ba cây.